có thể bạn đã biết, 5 cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam. 5. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Quang Hải sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Tuy có chiều cao khiêm tốn 1m68 nhưng chàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại khá đẹp trai. Điều đó được thể hiện qua bản năng săn bàn cả trong lẫn ngoài sân cỏ của anh. Với biệt danh núi nhảy Hồ Tây, Quang Hải xứng đáng góp mặt trong top 5. Đúng là tuy anh không cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn anh. 4. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là cái tên gây thương nhớ cho nhiều chị em sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1997 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m81. Anh cũng được đánh giá có vẻ ngoài đúng chuẩn hot boy với gương mặt lạnh lùng, nam tính. Chính vì vậy mà Bùi Tiến Dũng là cái tên không thể thiếu trong danh sách những cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam. Hiện tại Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò với cô bạn gái người Ukraine Dianka Zakhidova. 3. Hậu vệ Trần Đình Trọng. Sẽ thật thiếu sót nếu như không có tên Trọng ỉn trong danh sách những cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam. Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng với gương mặt đáng yêu búng ra sữa, Đình Trọng cũng trở thành crush của rất nhiều fan nữ. Thậm chí, dân mạng còn truyền tay nhau câu chuyện đã có một fan nữ suýt bị người yêu chia tay vì phát cuồng Trọng ỉn. 2. Thủ môn Đặng Văn Lâm. Thành công của AFF 2018 khiến cái tên Đặng Văn Lâm được réo liên tục. Thậm chí, nhiều chị em còn đặt ra tiêu chí nhất định phải kiếm được một ý trung nhân vừa đẹp trai lại tài giỏi như Văn Lâm. Kể từ khi mới đặt chân đến Hải Phòng thi đấu, Đặng Văn Lâm đã gây sốt bởi khuôn mặt lai tây cuốn hút, thân hình cao to vạm vỡ với chiều cao 1m88. Với ngoại hình điển trai pha chút lạnh lùng, Lâm Tây luôn nằm trong top đầu những cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam. 1. Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Trong dàn trai đẹp Việt Nam không thể nào thiếu cái tên Trọng Đại. Với chiều cao 1m84, nụ cười tỏa nắng, làn da trắng, Trọng Đại xứng đáng là cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam. Ngoài vẻ đẹp trai hút hồn, chàng tiền vệ sinh năm 1997 còn sở hữu tính cách vô cùng đáng yêu. Anh từng tiết lộ rất thích xem phim Hàn Quốc, ăn sữa chua, chụp ảnh cùng bạn bè và là fan cuồng của Tom và Jerry. Ngoài ra còn rất nhiều cầu thủ Việt Nam đẹp trai, tài giỏi. Hãy comment cầu thủ yêu thích của bạn cho mình biết nha.